Xin trân trọng kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương về thêm cho quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Cooper thể thao 3 cửa màu cam rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe được mang tên Hyundai Veloster, sản xuất vào năm 2011, nhập khẩu, số tự động động cơ của xe là 1.6, màu cam, form dáng hatchback thể thao. Một chiếc xe máy zin, số zin, cột kèo, keo chỉ zin, xe đẹp không nỗi, form dáng đẹp. Bên em đang chào bán với giá là 395 triệu vẫn còn thương lượng. Vâng ạ, 395 triệu vẫn còn thương lượng cho bác nào đang quan tâm thiện chí về cái dòng xe Cooper thể thao màu cam đây. Thì các bác có thể kết nối qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn thêm cũng như là sẽ chốt cho các bác một cái mức giá tốt nhất ạ. Hoặc là chúng ta có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe. Em đang đi dạo qua một vòng cho anh chị em có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe. Đó, một chiếc xe Cooper thể thao 3 cửa màu cam, form dáng cực kỳ là đẹp. Máy số còn zin, cột kèo keo chỉ zin thì anh chị em có thể yên tâm về mặt chất lượng của xe được rồi. Ok chưa ạ? Thế còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần ngoại thất của chiếc xe. Sau đó thì em sẽ quay vào trong phần nội thất này, phần keo chỉ gầm bệ và cuối cùng là khoang động cơ của chiếc xe cho anh chị em vào xem và tham khảo, đưa ra cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe. Đầu tiên là phần đầu xe đã, logo và mặt ca lăng cũng được mạ ốp chrome. Hệ thống đèn của xe. Và hệ thống đèn của xe là đèn bi salon siêu sáng kết hợp với cả đèn halogen các bác nhá. Và cái đèn halogen này thì đã được bác chủ cũ thay cho một cái bóng led rồi, ánh sáng trắng cho nên là buổi tối đi cũng cực kỳ là sáng luôn. Ở đây thì chúng ta có giải đèn nét định vị ban ngày này. Vâng, có giải đèn nét định vị ban ngày và có trang bị đèn gầm. Cặp đèn pha của xe, một chiếc xe cũng có tuổi đời là gần 11 năm rồi nhưng mà cái cặp đèn pha của xe cũng còn rất là ok này. Vẫn còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố các bác nhá. Và đây là cái phần khớp nối giữa phần cản trước và phần thân xe thì còn cực kỳ là khít luôn. Sang cái cụm đèn pha bên này. Vâng, cụm đèn pha bên này cũng vậy, cũng là đèn bi salon siêu sáng kết hợp với cả đèn halogen, ánh sáng trắng rồi, đèn led các bác nhá. Buổi tối đi cực kỳ là sáng luôn, cũng có giải đèn led định vị ban ngày này. Rồi và cặp đèn pha ở bên này thì cũng còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẫn đục là vàng ố, cũng còn rất là ok luôn, được chưa ạ? Phần khớp lối đấy ạ. Phần khớp lối thì cũng còn rất là khít luôn các bác nhá. Chứng tỏ là xe không có hiện tượng va quệt cái phần cản trước và phần đầu xe. Ở trên lắp capo thì chúng ta có hai cái hốc hút gió thể thao. Giả thôi coi nhá, người ta thiết kế như này để cho nó có cái tính thể thao và nhìn nó đẹp hơn. Và nhìn tổng thể cái phần đầu xe, và form dáng rất là chuẩn này, không bị lệch lạc form do là va quẹt hay là tai nạn. Ok chưa ạ? La răng của xe. Và la răng của xe là la răng đúc 5 chấu dạng to bản, nhìn rất là thể thao và cũng rất là đẹp các bác nhá. Lốp lắp của xe đấy ạ, còn rất là dày. Vâng, lốp lắp của xe còn rất là dày này. Và cua lốp bên trong của xe không có hiện tượng han gỉ mục mọt. Vâng, cái phần cua lốp bên trong và cái phần giảm xóc đấy ạ, không có hiện tượng han gỉ mục mọt. Cỡ lốp là cỡ lốp 10, để em xem nào, cỡ lốp 18 inch coi nhá, R18 này. Cũng rất là to bản, làm cho chiếc xe nó chạy sẽ chắc chắn hơn, đầm chắc hơn. Còn sang đến phần thân xe. Vâng, sang đến phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng đúc 5 chấu dạng to bản này, nhìn chiếc xe cực kỳ là thể thao và rất là đẹp. 4 phanh ABS 4 bánh chống bó cứng an toàn, đi rất là an toàn các bác nhá. Xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét đấy ạ. Và xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét này. Tay nắm cửa được mã ốp chrome và có tích hợp nút bấm chìa khóa thông minh, rất là tiện luôn. Mọi người chỉ cần để chìa khóa ở trong túi hoặc là treo ở bên người thôi, đi đến xe bấm vào cái nút đen đen này thì cửa sẽ tự mở anh chị em nhá, rất là tiện. La răng của xe đây ạ. Vâng, la răng của xe còn rất là đẹp luôn, không có hiện tượng bị chém vào la răng và không có hiện tượng xước các bác nhá. Lốp lát thì còn rất là dày. Vâng, lốp lát còn rất là dày này. Và đây là cái phần cua lốp bên trong. Vâng, phần cua lốp bên trong không có hiện tượng han gỉ mục mọt. Ra phần la răng và lốp đằng sau. Vâng đấy ạ, phần la răng bánh đằng sau đấy ạ. Mọi người cũng có thể nhìn thấy là la răng
còn khá là đẹp. Một dàn lốp cực kỳ là dày các bạn nhá. Một dàn lốp còn rất là dày luôn. Đi tầm khoảng lốp này thì em nghĩ các bác mua về đi tầm khoảng 3-4 năm nữa mới phải thay lốp này. 3-4 năm nữa các bác nhá. La răng của xe đây ạ. Rồi là phanh ABS 4 bánh rồi. Đây ạ, phanh đĩa bên trong đây. Đi rất là an toàn. Tiến ra phần đuôi xe. Vâng, tiến ra phần đuôi xe thì xe đã được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến lùi này. Cực kỳ là an toàn, tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta lùi xe sẽ tránh được va chạm. Ngoài ra xe còn được trang bị gạt mưa đằng sau và có đèn phanh ở trên cao. Ở phần đuôi đây thì chúng ta có một cái vè gió thể thao các bác nhá. Đây, có một cái vè gió thể thao này. Cặp đèn hậu của xe. Vâng, cặp đèn hậu của xe cũng là đèn LED rồi và còn rất là mới này, trong sáng không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố. Đây là cái phần khớp nối giữa phần cản sau và phần thân xe. Còn khít các bác nhá. Đó, còn khít này. Rồi là la răng của xe đây ạ. Lốp lap còn rất là dày. Sang cái cụm đèn hậu bên này. Vâng, cụm đèn hậu bên này cũng vậy, cũng đã là đèn LED rồi, xong rồi vẫn còn mới này, trong sáng không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố. Phần khớp nối đây ạ. Cũng còn khít này, chứng tỏ là xe không có hiện tượng va quệt cái phần cản sau. Xe được trang bị ống xả kép đặt trung tâm ở giữa xe. Nhìn rất là thể thao, rất là đẹp các bác nhá. Đó, một cái Oppo thể thao ở ngoài này và có ống xả kép bên trong. Được chưa ạ? Rất là đẹp. Và tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho anh chị em cùng vào xem và tham khảo đi ạ. Vâng, phần gầm bệ của xe đây ạ. Chiếc xe này chạy còn rất là êm ái các bác nhá. Giảm sóc còn rất là tốt này. Sassi phần gầm bệ thì không có hiện tượng han gì mục mọt. Chạy đầm chắc, chắc chắn. Đó, được chưa ạ? Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe để cùng tìm hiểu về những cái trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này và ngắm nhìn cái phần nội thất bên trong của xe anh chị em nhá. Đây ạ, nội thất bên trong của xe đây ạ. Một chiếc xe có tuổi đời là gần 12 năm rồi. Nội thất thì nguyên bản theo xe, còn rất là sạch sẽ và còn khá là mới này. Đây ạ, nội thất bên trong của xe đây ạ. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện. Và có gương kính chỉnh điện cụp điện anh chị em nhé. Táp lô, táp ly là một màu, màu đen. Ở đây thì chúng ta có một vài chi tiết giả mạo mạ chrome đấy ạ. Các bác nhá. Nhôm phay xước này, giả nhôm phay này. Rồi là có ghế chỉnh điện. Vâng, có ghế chỉnh điện, rồi bơm hơi lưng đấy ạ. Cái phần bơm hơi lưng này sẽ giúp cho chúng ta khi mà chúng ta đi đường xe sẽ đỡ bị đau mỏi lưng hơn. Rất là tiện ích các bác nhá. Có cân bằng điện tử chống trơn chống trượt, có tắt bật cảm biến này, rồi là bàn phím tích hợp vô lăng, tăng giảm âm lượng, lách bài chuyển bài, có đàm thoại rảnh tay. Và bên trong thì chúng ta có đề lỗ thông minh start stop này. Đầu DVD màn hình giải trí nguyên bản theo xe, có tích hợp cam lùi, điều hòa auto. Có cổng sạc 12V, có cổng USB, có cổng AUX đầy đủ để cho chúng ta cắm USB vào, nghe nhạc giải trí. Và vẫn giữ được cái để châm thuốc lá đấy ạ. Chìa khóa điện theo xe anh chậm nhá. Đây, chìa khóa điện theo xe này. Trang bị hộp số tự động động cơ của xe là 1.6. Lộ thất ghế da nguyên bản theo xe màu đen. Còn rất là đẹp luôn. Đây ạ. Lộ thất ghế da nguyên bản theo xe màu đen các bác nhá. Còn khá là đẹp này. Trần cũng là trần nỉ nguyên bản theo xe, có cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đó, có cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, được chưa ạ? Một chiếc Hyundai Veloster sản xuất năm 2011 nhập khẩu. Số tự động động cơ của xe là 1.6. Màu cam form dáng hatchback thể thao. Em đang chào bán với giá là 395 triệu. Vẫn còn thu nợ. Bác nào đang quan tâm thiện chí thì có thể kết nối qua số điện thoại 0855 966 966 các bác nhé. Em sẽ tư vấn thêm cũng như là sẽ chốt cho các bác một cái mức giá tốt nhất ạ. Xe cũng được trang bị hai túi khí an toàn. Đó là một túi khí an toàn ở vô lăng và một túi khí an toàn ở bên ghế phụ bên kia. Thế còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe, như là keo chỉ bốn cánh cửa, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lóc cabo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe. Thì trước tiên em sẽ quay cái phần tắp ly trước này. Vâng đã, cái phần tắp ly của cánh cửa bên trên, phía bên lái cũng còn đẹp này. Rồi là đây là phần keo chỉ đã. Vâng, phần keo chỉ thẳng tắp nguyên zin luôn, không mất đi đâu một phần keo chỉ nào anh em nhé. Cũng còn khá là sạch sẽ và cái sơn nòng trong thì còn bóng bẩy. Đây là phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới đấy ạ. Những con ốc bu lông cũng không có hiện tượng vặn mở ốc này. Được chưa ạ? Tiến ra phần cốp xe.
Vì nó là ba cửa cho nên là ở bên ghế lái chỉ có một cửa các bác nhá, còn ở bên kia là hai cửa. Ở bên kia là hai cửa, bên này là một cửa. Thì chúng ta sẽ ra cái phần cốp xe này. Và ra đến phần cốp xe thì đây cái phần ốc đai đây ạ. Mọi người cũng có thể nhìn thấy đây. Cũng zin đét này. Không có hiện tượng vặn mở ốc anh em nhá. Rồi là những cái phần cao chỉ đây ạ. Đó, những phần cao chỉ đây ạ. Đó đây chưa ạ? Phần keo chỉ. Một chiếc xe Cooper thể thao, nhưng mà em thấy cái khoang cốp xe cũng khá là rộng rãi này. Vâng, cũng khá là rộng rãi anh em nhá. Để cho anh chị em có thể để đồ thoải mái luôn. Ở phía dưới đây. Và ở phía dưới đây là cái bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Đó, cái bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe đây ạ. Tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt này. Vâng, tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt anh chị em nhá. Khoang cốp xe thì như thế này thì em cũng thấy là cũng khá là rộng rãi rồi. Ở trên này thì chúng ta còn có một cái để đựng những cái đồ vật nhẹ thôi, hoặc là nhỏ ở trên này thôi. Đó. Sang bên đây là phần tắp ly, phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là phần tắp ly cánh cửa bên trên đấy ạ. Vâng, đây phần tắp ly của cánh cửa đây. Rồi là phần keo chỉ. Đó, phần keo chỉ đấy ạ. Được chưa ạ? Phần ốc tai này. Rồi là phần bản lề trên, bản lề dưới. Những con ốc bu lông thì không có hiện tượng vặn mở ốc và còn nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhá. Còn đây là phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng đã, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau này cũng còn nguyên zin luôn và không có hiện tượng vặn mở ốc. Ra đến cánh cửa đằng sau. Xe được trang bị 4 túi khí an toàn anh chấm nhá. Em nhầm, xe được trang bị 4 túi khí an toàn. Và 4 túi khí an toàn luôn. Đây là phần tắp ly cánh cửa đằng sau này. Vâng, phần tắp ly cánh cửa đằng sau đây ạ. Rồi là phần keo chỉ. Đó, phần keo chỉ anh em nhá. Phần ốc tai này. Phần bản lề trên, bản lề dưới. Dạ vâng, thì vừa rồi anh chị em cũng đã biết được những cái trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này. Và cũng đã được nhìn ngắm cái phần tắp ly, phần nội thất bên trong của xe. Rồi là phần keo chỉ, phần ốc bắt bản lề của 4 cánh cửa rồi. Không mất đi đâu một phần keo chỉ nào anh em nhé. Và phần ốc bắt bản lề của 4 cánh cửa thì còn nguyên zin này, không có hiện tượng vặn mở ốc. Anh chị em cũng đã yên tâm được một phần về cái mặt chất lượng của xe rồi. Và cái phần cuối cùng đấy ạ. Phần cuối cùng em sẽ đi vào quay tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe, cũng như là phần keo chỉ của lắp cabo cho anh chị em vào xem và tham khảo. Vâng đã, đây là tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe. Động cơ 1.6 các bác nhá. Và phần đầu tiên. Và phần đầu tiên thì cũng là cái phần ốc đai đấy ạ. Phần này là phần ốc lắp cabo này. Đó, cũng còn zin luôn, không có hiện tượng vặn mở ốc anh em nhá. Đây là cái bột gì nó dính vào thôi. Đó, những cái phần ốc tai bên dưới này. Rồi là phần u giảm sóc. Tai đèn là tai đèn zin các bác nhá. Đây là phần keo chỉ của lắp cabo. Và phần keo chỉ của lắp cabo đấy ạ. Đó, được chưa ạ? Phần ốc lắp cabo bên này cũng còn zin luôn, không có hiện tượng vặn mở ốc này. Đó, những cái phần ốc tai đấy ạ. Rồi là phần u giảm sóc. Vâng, đây phần u giảm sóc đây. Được chưa ạ? Động cơ của chiếc xe. Và động cơ của chiếc xe thì như anh chị em có thể nhìn thấy đấy ạ. Ốc chân máy thì không có hiện tượng vặn mở ốc này. Đó, ốc chân máy anh chị em nhìn cái góc này nhá. Căng đét luôn, lét chưa ạ? Không có hiện tượng vặn mở ốc. Động cơ khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ, máy lổ êm, côn xuống mượt mà. Trước này thì máy số zin, cột kèo keo chỉ zin, cho nên là anh chị em cứ yên tâm về mặt chất lượng của xe. Và mọi người cũng có thể về trực tiếp tại cửa hàng để xem xe, test xe, chạy thử xe, cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe ạ. Ok chưa ạ? Đó, tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe đấy ạ. Máy số zin, cột kèo keo chỉ zin, xe đẹp không nổi. Động cơ thì không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ anh chị em nhá. Máy lổ êm, côn xuống mượt mà. Ok chưa ạ? Dạ vâng, thì vừa rồi em cũng đã quay giới thiệu chi tiết một cái mẫu xe Cooper thể thao 3 cửa màu cam cho anh chị em vào xem và tham khảo ạ. Anh chị em đang quan tâm về cái mẫu xe này
Một là anh chị em có thể liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn cũng như là sẽ chốt cho anh chị em một cái mức giá tốt nhất ạ. Hoặc là anh chị em có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe. Anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì có thể ủng hộ cho Dũng Audi xin một nút đăng ký kênh, để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng, hoặc là những cái buổi livestream báo giá, trò chuyện tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em, thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào.